Omani, xin chào tất cả các bạn. Tôi là cư sĩ Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm. Hôm nay ở trong video này thì thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta bài vẩy tay dịch cân kinh 3 thức trị bệnh. Vẩy tay dịch cân kinh thì như chúng ta biết có nhiều bản rồi. Bài 3 thức này thì đặc biệt nó tốt cho vai gáy, tốt cho vùng cột sống và giúp xả độc cơ thể, giúp làm mạnh năm tạng của cơ thể chúng ta. Cách tập như sau. Thức đầu tiên, chúng ta sẽ quay ra phía sau, một tay thì chạm vào cái vùng đây vùng ngực của chúng ta, một tay thì chạm vào vùng thận. Đó, chúng ta cứ xoay tay như vậy, xoay người, một tay tác động vào vùng ngực là liên quan đến phế, một tay tác động vào thận liên quan đến thận khí cơ thể của chúng ta. Thức này khi chúng ta tập nó giúp cột sống nó được dẻo dai, các đĩa đệm nó được xoay, nó được bôi trơn tất cả các đĩa đệm. Rồi, nếu ai chóng mặt quá thì chúng ta không quay đầu về phía sau nhiều, ta chỉ quay ngang thôi. Đó. Đến thức thứ hai là cái thức là sẽ tác động đến vai gáy của chúng ta. Ai đau mỏi vai gáy thì tập bài này hàng ngày. Một tay vỗ vai gáy, một tay vỗ thận. Ở đằng trước thì chùn gối ra phía sau, ngồi mình lên. Một tay vỗ vai gáy, một tay vỗ thận, thông hoạt vai gáy, thông hoạt cho hai quả thận của chúng ta. Thận khỏe thì cuộc sống khỏe, thận khỏe thì nó không sẽ không bị đau lưng. Xoay cổ phía sau, điều chỉnh đốt sống cổ, đó. Thông hoạt cho vùng cổ của chúng ta. Đó. Tôi mới tập 2 thức thôi mà cảm thấy người nó rất là khỏe rồi. Tôi sẽ thiền đứng một lúc để năng lượng nó bình hòa trở lại. Thức cuối cùng của vẩy tay dịch cân kinh 3 thức là thức luyện nội lực. Lên, chân đứng bình thường, tay lên thì hít vào bằng mũi, tay ra phía sau, thở miệng. Lên hít, ra sau thở. Hít vào chân đứng bình thường, thở nhón gót trên các đầu ngón chân. Hít mũi, thở miệng. Rồi, chúng ta đã tập xong dịch cân kinh 3 thức. Bây giờ chúng ta có liên quan đến nội lực, chúng ta cần phải thu khí, hít vào một mũi, thở miệng. Hít vào bụng phình, thở bụng hóp. 3. Thở. 4. Thở. 5. Rồi, chúng ta thu khí về đan điền, tay trái bên trong, tay phải bên ngoài, với nam, với nữ ngược lại. Lên hít, xuống thở. Lên hít mũi, xuống thở bằng mũi, 9 lần. Rồi, chúng ta xoay ngược lại, cũng 9 lần. Rồi, vừa rồi thì thầy Vũ Thành hướng dẫn chúng ta chi tiết về vẩy tay dịch cân kinh 3 thức. Chúng ta sẽ tập bài này hàng ngày, có thời gian tập 4 thức, xong rồi tập 3 thức. Không thì chỉ cần tập 1 bài thôi, công năng rất là cao rồi. Và nên dành thời gian tập 12 thức trị bệnh dịch cân kinh thì tác dụng nó được ở mức cao nhất. Muốn học đầy đủ 12 thức, các bạn vào thiền-chữa-bệnh.com để học, đăng ký khóa học online của thầy. Ở YouTube thì nó mới chỉ có một vài chiêu thôi. Chúng ta học đầy đủ tại thiền-chữa-bệnh.com, đăng ký khóa học online. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn ở các video hướng dẫn tiếp theo. Năm 2008, bản thân vốn là người mang nhiều căn bệnh khó chữa như suy giảm chức năng gan, thận, viêm xoang, viêm họng. Thầy Phúc Thành đã dành 10 năm tầm sư học đạo cùng các bậc chân sư để tu luyện khí công và thiền định tự chữa bệnh. Năm 2015, được biết đến là người sáng lập trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm nhằm lan tỏa những bài khí công chữa bệnh cho cộng đồng. Là người khai sáng phương pháp mở khớp giúp cho 50.000 học viên ngồi thiền kiết già dễ dàng hơn. Khai sáng phương pháp định tâm trong thiền định, giảm stress trong cuộc sống. Thầy đã giảng dạy miễn phí
cho hơn 80.000 người qua nền tảng trực tuyến. Một người được biết đến với sự cho đi không ngừng, lan tỏa giá trị yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng. Sứ mệnh của thầy là giúp cho 5 triệu người Việt Nam được tập luyện khí công và thiền định, nâng cao sức khỏe, giảm stress, có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Thầy dành tặng khóa học thiền giúp bạn sống hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Bạn chỉ cần tag tên 3 người bạn, share về tường, truy cập thiền khí công.com để nhận khóa học này.